Rồi, hello, xin chào anh em ha, trở lại với kênh hàng Nhật Bãi của em nữa nha. Xin chào cô chú anh chị ha. Rồi, nay mình sáng nay mình chỉ bán cho anh em bán giao lưu giao hữu cho anh em thôi ha, bán lãi là lời được cái tình cảm thôi nè. Ha, thì duy nhất anh em ha, anh em mình nhanh tay thì sở hữu được cái con cái hai cái cuộn dây này nha, thì bán giao lưu với anh em ha. Thì bán giao lưu với anh em thì 850.000 một cuộn thôi nha. À, mọi tường thì bán 950 nha, 950 này bán anh em 850.000 một cuộn. Giao lưu anh em còn vịt chống thấm nữa nè ha. Rồi phi 65 dài 20m nha em ha, phi 65 dài 20m 850.000 một cuộn, chuyển khoản đủ em bao ship cho anh em luôn nha, chuyển khoản đủ em bao ship cho anh em luôn nè. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em ha, full mới anh em. Năm sản xuất nó là năm 2020 nha ha. Nhưng mà em về tầm được 100 hộp như vậy, xin lỗi, tầm đúng rồi, 100, gần 100 hộp nha. Nhưng mà bán gần hết này, mua full hộp đi anh em ơi, một hộp như là nó hai cuộn nha, cuộn 20m phi 65 và 20 nha đó. Giao lưu với anh em ha, một thùng anh em đập hộp 850.000 một cuộn, chuyển khoản đủ bao ship cho anh em luôn ha. Đôi giấy dây dây này buổi sáng anh em ha. Rồi bên em còn dây cao áp anh em ha. Cái phi ngoài của này là nó 21 nha, 21 ly nha, lọt lòng của nó 11 12 ly vậy á. 11 ly nha, có đầu này nó bị mắc nè cho nên đo mới được. Phi này, dây này toàn bộ là dây cao áp nha anh em ha, dây cao áp có sao bán vậy nha, về đã có đầu nối nhanh nha anh em ha, có khớp nối nhanh nha. Rồi, một phi này là dài tầm 15 m nha anh em ha. 8 kg mấy 9 kg một cuộn nha, tầm 15 m. Rồi thì có một cái bành dây này, dây 8 ly rưỡi anh em ha, dây phun xịt nha, nguyên golo chống sắn luôn, dây chắc dài tầm 50-60m gì ha, bán cho anh em là 1.400.000 anh em, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em ơi, bên đây còn một kha, còn cái đầu nén nữa nè. Rồi đầu nén này bán cho anh em 1.700.000 nha, bao lăng cho anh em ha, 1.700.000 ha, bao lăng bao ti, ti này chắc ti 22 nha, 1.700.000 ha. Bên đây còn hai thì cho anh em. Hai thì này dạng như Tanaka nha, Tanaka bảo hơi cho nè, cứng đặc dính bơm rồi, tổng một xả 40 nha. Bên em có máy cưa cắt cỏ luôn nha anh em ha, máy bơm nước hai thì luôn nè. Đây có con Kawa siêu vip siêu đỉnh luôn nè anh em, con này bán cho anh em 2.300.000 nha, 3 HP ha, dọn nổ ok rồi, 2.300.000 nha anh em, tổng một xả 40 nha anh em ha. Bao zin bao nổ cho anh em rồi. Đây có con Mitsubishi nè, Mitsubishi GM131, con này 3.900.000, bao hơi bao nổ, bao nổ cho anh em luôn, bao ship luôn ha, nắp cò đầu đẹp luôn ha anh em. Rồi con này con 91 nè, 2.600.000 nha, 2.600.000 91, đẹp keng xà beng luôn, để với màu hồng nữa nè, hỏng xả 25, nắp cò đẹp luôn, 2.600.000 nha. Có con Rubin E23 anh em, con này đẹp, quá đẹp, 1.500.000 nè, 29 nè, 1.500.000 cốt xéo nha. Bên đó còn hai cái thùng phát hàng anh em, mấy cái thùng phát hàng này bán thanh lý cho anh em, bán thanh lý cho anh em mấy cái thùng nè, bao hơi bao lửa cho anh em hết, bao điện luôn nha, bao củ phát sóng hết cho anh em luôn, 3.500.000 một thùng nha, 3 thùng. Anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề hoặc là Zalo. Xem xong thì em xin một like, thì nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông cái chuông thông báo lên giùm em ha. Phi 40 anh em, đây có phải dây cứu hỏa phi 40 dài 15m. Dây này thì 250.000 một cộng nha anh em ha. 250.000 một cộng. Dây này để lâu quá nó dính bụi chứ thật ra nó chưa có xài. Còn dây mới, full mới chưa xài luôn thì 350.000 một cuộn. Rồi bên em có bán cưa nè, 401 nè. Quá sức nè. 401 nè, 4441 nè, 452 nè, 4001 nè, 452 nè, 401. Còn mấy cây bao hơi lửa cho anh em nha, 1 2 3 4 5 6 cây, 6 cây 1.400.000 cây nha anh em, bao 1.400.000 cây, 1.400.000 cây nha. Rồi.